Ngày 15 tháng 4, ông Võ Thanh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với đơn vị chủ rừng và cơ quan công an để điều tra truy tìm đối tượng phá rừng tại khoảnh 1 tiểu khu 74, lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ Serebok quản lý, địa giới hành chính xã Đà Long, huyện Đam Rông. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 12 cây gỗ thuộc nhóm 6 đã bị phá nằm rải rác trên diện tích 810m2, khối lượng lâm sản bị thiệt hại là 6,3m khối là rừng sản xuất. Hiện trường ghi nhận khu vực rừng bị phá nằm ngay sát đường tỉnh 722, giáp ranh giữa huyện Lạc Dương và Đam Rông. Tại đây, nhiều cây gỗ có đường kính gốc từ 20 đến 70 cm đã bị cưa hạ, nằm ngổn ngang chưa kịp cắt dọn, một số cây có lá còn tươi, dấu hiệu mới bị cưa hạ ít ngày trước. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, các đối tượng phá rừng với mục đích lấn chiếm đất, phát hiện vụ việc chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ban quản lý rừng phòng hộ serebok kiểm lâm huyện đam rông tỉnh lâm đồng đã trực tiếp đến kiểm tra chỉ đạo công tác điều tra